Xin chào tất cả các bạn. Khi mà xu hướng xây dựng các club, tức là những cái central limit order book, đang dần trở thành một trong những cái xu hướng phát triển của những cái sàn giao dịch phi tập trung, không chỉ là các pub desk mà còn thậm chí là những cái AMM desk thông thường. Có thể hiểu một cách đơn giản á, thì mô hình này giống như là một cái hệ thống giao dịch được cung cấp bởi những cái sàn giao dịch tập trung như là Binance, Coinbase, KuCoin, Engage, vân vân, hoạt động bằng cách là khớp lệnh giữa người mua và người bán với cái mức giá tốt nhất tại một cái thời điểm nhất định. Đây cũng là một trong những cái mô hình hoạt động khá là phổ biến không chỉ trong thị trường crypto mà còn trong cả cái thị trường tài chính truyền thống trong nhiều năm trở lại đây. Tất nhiên là khi mà cái xu hướng trở thành club base đang dần dần trở nên phổ biến như vậy trong thị trường crypto và đặc biệt là những cái dự án làm về pub desk, thì hiển nhiên việc đảm bảo đầy đủ một cái cơ sở hạ tầng cần thiết và đặc biệt là cái tính thanh khoản cho những cái dự án này là một trong những vấn đề quan trọng cần thiết nhất. Và Orderly Network chính là một trong những cái dự án hàng đầu trong thị trường crypto đang tiên phong trong cái lĩnh vực này. Nhưng trong một số những cái video trước đây thì tụi mình đã từng đề cập đến cái mô hình hoạt động cũng như là những cái điểm nổi bật của dự án Orderly Network. Tất nhiên, kể từ cái thời điểm đó cho đến hiện tại, dự án đã và đang có những cái cập nhật đáng chú ý và quan trọng trong cái kế hoạch phát triển hệ sinh thái của mình. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu xem những cái cập nhật quan trọng của dự án Orderly Network cũng như là những cái thành tựu đáng chú ý của dự án trong nửa đầu năm 2024 là gì nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Ok, trước khi điểm qua những cái cập nhật đáng chú ý và quan trọng của Orderly Network thì hãy cùng mình nói qua một xíu về tổng quan của dự án này nhé. Ok, nói một cách đơn giản thì Orderly Network là một cái dự án làm về mặt cơ sở hạ tầng chuyên phục vụ cho những cái dự án đang xây dựng mô hình order book trading, đồng thời là cung cấp một cái lớp thanh khoản mạnh mẽ cho những cái dự án này, đặc biệt là những cái dự án làm về order book spot và order book perp trading. Khác với những cái nền tảng truyền thống thông thường thì Orderly không có giao diện người dùng trực tiếp, mà thay vào đó dự án sẽ hoạt động giống như là một lớp base layer bên dưới cung cấp những cái dịch vụ này, những cái công cụ này và thanh khoản cần thiết cho những cái dự án khác xây dựng trên nó nhằm cho mục đích là phục vụ tối ưu hóa cái trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó thì Orderly còn ra mắt Orderly Omnichain vào cuối năm ngoái với mục tiêu là nhằm giải quyết cái vấn đề phân mảnh thanh khoản trên những cái blockchain khác nhau bằng cách là tạo ra một cái sổ lệnh giao dịch chung tập hợp tất cả những cái thanh khoản on-chain về chung một cái nền tảng. Và để làm được điều này thì Orderly Network đã xây dựng một cái cơ chế khớp lệnh off-chain có thể xử lý khối lượng giao dịch lớn nhưng mà vẫn đảm bảo quyền sở hữu tài sản on-chain cho tất cả những người sử dụng. Tất cả những cái giao dịch đều được minh bạch trên blockchain Ethereum và không hề tốn phí gas. Ngoài ra, việc xây dựng và phát triển Omnichain với 3 thành phần cốt lõi là Asset Layer, Settlement Layer và Engine Layer đã tạo nền móng quan trọng giúp Orderly Network tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới, đó chính là Liquidity Layer, với mục tiêu là giải quyết một trong những cái vấn đề nhức nhối nhất hiện nay trong lĩnh vực DeFi, đó chính là bài toán phân mảnh thanh khoản giữa các blockchain và đặc biệt là những cái giải pháp Layer 2. Liquidity Layer của Orderly Network giúp đảm bảo cho tính ổn định của thanh khoản trong toàn bộ quá trình vận hành của protocol. Do đó mà khi người dùng chuyển từ sản phẩm này sang sản phẩm khác trong cái hệ sinh thái được hỗ trợ bởi Orderly Network thì tính thanh khoản cũng như là sự ổn định về mặt tỷ giá cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sự linh hoạt và liền mạch này đảm bảo rằng người dùng hoàn toàn có thể trải nghiệm bất kỳ một cái tính năng mới nhất của sản phẩm mà không phải đối mặt với những cái lo ngại liên quan đến việc là không đủ thanh khoản trên những cái blockchain. Qua đó, Orderly Network tự tin rằng mình có thể mang lại những cái trải nghiệm giao dịch và thanh khoản tương tự như là một cái sàn CX nhưng mà với giao diện và môi trường DeFi. Điểm mấu chốt đứng sau cái khả năng đặc biệt này của Orderly là một phần xuất phát từ cái việc ứng dụng công nghệ của Layer Zero trong việc tương tác giữa các blockchain trong hệ sinh thái. Bởi vì bản chất, hoạt động giao dịch trên Orderly Omnichain thực chất chỉ là truyền đạt thông tin dữ liệu, trong khi tài sản của người dùng vẫn được giữ an toàn trong vault trên blockchain gốc. Nói bên lề một xíu thì blockchain đầu tiên được Orderly Network hỗ trợ mở vault chính là Arbitrum. Sau này thì dự án cũng đã mở rộng sang những hệ sinh thái Layer 2 và EVM khác. Tính tới thời điểm hiện tại, kể từ khi được thành lập vào tháng 4/2022 trên hệ sinh thái của Near, trải qua hơn 2 năm không ngừng nỗ lực và phát triển theo từng những cái giai đoạn thăng trầm khác nhau của thị trường crypto, Orderly Network hiện đang xây dựng và phát triển, hỗ trợ rất là nhiều những cái blockchain EVM khác nhau.
từ những cái blockchain layer 1 đình đám một thời trong quá khứ cho đến những cái giải pháp layer 2 hiện đang rất hot ở thời điểm hiện tại, ví dụ như là Near này, Optimism, Arbitrum, Base, Avalanche, Stone, Linear và mới đây nhất chính là Mantle. Bên cạnh đó, việc hợp tác thành công với những cái ông lớn không chỉ trong thị trường crypto mà còn trong cả những cái lĩnh vực truyền thống như là Google Cloud, Celestia, Layer 0, WooFi Pro hoặc là LockX, vân vân. Đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc là phát triển và mở rộng hơn nữa hệ sinh thái của Orderly Network trong cái khoảng thời gian vừa qua. Không chỉ vậy, cách đây không lâu thì Orderly cũng đã thông báo hợp tác cùng với Alexia Protocol nhằm phát triển Orderly Quantum Pools, một sản phẩm cho phép người dùng có thể tạo thanh khoản cho những cái order book của Orderly Network và kiếm lợi nhuận thụ động từ cái việc là xây dựng thanh khoản như vậy cho những cái cặp giao dịch được hỗ trợ bởi Orderly Network. Nói sơ qua một xíu về Alexia thì Alexia là một cái giải pháp market maker phi tập trung được xây dựng nhằm cung cấp cho những cái sàn giao dịch AMM Desk và PubTex. Cái giao thức này đóng vai trò như là một cái nền tảng cơ sở hạ tầng phi tập trung quan trọng cho phép những cái sàn giao dịch và những cái giao thức dễ dàng hơn trong việc cái khởi động cái tính thanh khoản của mình. Orderly Quantum Pool cũng là một trong những cái sản phẩm đầu tiên của dự án hướng đến việc đem lại lợi nhuận cho người dùng. Ngoài ra, sau khi mà Orderly Network cho ra mắt bộ công cụ SDK cho hệ sinh thái Omnichain của mình, cho phép những cái nhà phát triển tiếp cận đến API, kết nối smart contract, quản lý tài khoản, thì các dự án giờ đây đã có thể dễ dàng trích xuất dữ liệu theo cái thời gian thực quản lý tài sản của người dùng và tương tác với smart contract. Bộ công cụ SDK của Orderly Network còn hứa hẹn giải quyết những cái vấn đề mà nhiều dự án DeFi đang phải đối mặt, ví dụ như là quản lý chữ ký hoặc là lận côn API. Thông qua cái việc đơn giản hóa những cái thao tác này thì Omnichain SDK sẽ giúp những cái nhà phát triển tiết kiệm thời gian cũng như là hạn chế được những cái sai sót có thể mắc phải trong tương lai. Với những cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc xây dựng và mở rộng hệ sinh thái của mình thì Orderly Network đã đạt được rất là nhiều những cái cột mốc cũng như là thành tựu đáng kể trong khoảng thời gian vừa qua. Với sự hợp tác cùng với hơn 15 broker, tức là những cái nền tảng giao dịch phi tập trung sử dụng cơ chế order book trading được hỗ trợ bởi dự án Orderly Network trong thị trường crypto, thì tính tới nay dự án đã hỗ trợ thành công trong việc là đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng và thanh khoản liền mạch cho hơn 50 tỷ đô volume giao dịch đến với hơn 400.000 người dùng. Thậm chí có những cái thời điểm mà khối lượng giao dịch của Orderly Network đã đạt đến hơn 1 tỷ USD mỗi ngày, mang về cho các broker, những cái đối tác một cái khoản lợi nhuận khổng lồ về fee. Đặc biệt có thể kể đến hai cái tên lớn đó chính là LockX và WooFi. Hai dự án này đã thu về gần 6 triệu đô tiền phí chỉ trong quý 2 năm nay. Một số broker mới hợp tác cùng với Orderly Network trong nửa đầu năm 2024 có thể kể đến như là FusionX trên Mantle, QuickSwap trên Polygon, sàn CX Ascended, vân vân. Và bên cạnh đó, để tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng hệ sinh thái thì Orderly Network sẽ triển khai chương trình là The Road to the Order, một chiến dịch để người dùng có thể làm nhiệm vụ và thu thập điểm thưởng Mertis. Điểm thưởng này sẽ được sử dụng để tính toán cái lượng Airdrop token của dự án trong tương lai dành cho người dùng. Người dùng khi truy cập vào website của Orderly Network sẽ thấy một cái trang riêng dành cho cái chương trình là The Road to the Order với những cái thông tin chi tiết về hoạt động và bảng xếp hạng của điểm thưởng Mertis. Chương trình này sẽ dự kiến kéo dài trong khoảng 10 tuần. Ngoài ra thì Orderly Network cũng đã khá thành công trong việc là xây dựng và phát triển một cái cộng đồng của mình trên những cái nền tảng mạng xã hội với hơn 350.000 lượt theo dõi trên Twitter, 250.000 thành viên trong Discord, hơn 5.000 lượt theo dõi trên trang LinkedIn và 10.000 lượt theo dõi trên Medium. Sở dĩ mà dự án có thể đạt được những cái con số ấn tượng như vậy đó là bởi vì là bên cạnh cái việc xây dựng và phát triển cái sản phẩm của mình thì dự án còn rất chú trọng vào việc xây dựng cộng đồng với nhiều những cái event lớn và hấp dẫn được tổ chức nhằm tri ân những đóng góp quan trọng của cộng đồng trong cái chặng đường phát triển của dự án. Ví dụ như là chương trình kỷ niệm 2 năm thành lập dự án này, hoặc là chương trình Football Fest cùng với lại Chile, hoặc là chương trình ra mắt linh vật mới của dự án, đó chính là một chú nai cá kiểu vậy. Có rất là nhiều những cái chương trình hấp dẫn. Ok, thì trên đây là những cái cột mốc đáng chú ý cũng như là những cái bản cập nhật quan trọng của dự án Orderly Network trong khoảng nửa đầu năm 2024. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.